Alo. Dạ đúng rồi. Ai à? Tiên hả? Tiên lúc trước có qua bên Phúc Hậu Tư Hải đúng không? Tiên ở đâu ta? À rồi, nhớ rồi, nhớ rồi, sao em nói đi. À cô bác ở quận 4. Ờ đúng rồi, đúng rồi, ở quận 4, cái căn đấy ở quận 4. Thì em nhắn tin cho anh đi. Em nhắn cho anh được không? Ờ tại vì anh đang quay video á. Rồi rồi anh cho.